Chan sensei no nikki de Nihongo no benkyo, học tiếng Nhật theo nhật ký của Chan sensei. Minasan konnichiwa, Chan desu. Xin chào các bạn, mình là Trang. Chào các bạn lại gặp lại mình tại trung tâm 30 phút học tiếng Nhật mỗi ngày. Chúng ta lại tiếp tục series tiếng Nhật theo câu chuyện của Trang sensei và học ngữ pháp Minano Nihongo nào. Vậy chủ đề hôm nay của chúng ta học gì và học bài bao nhiêu thì cùng sensei đón xem nha. Dai san gì chi cả bài 31 và nội dung là kimasta ka, anh đang nơi đâu, tức là anh đang ở đâu rồi. Chan sensei no nikki de Nihongo no benkyo, học tiếng Nhật theo nhật ký của Chan sensei. Câu chuyện hôm nay chúng ta sẽ là ngày mai mình thì có hẹn với người yêu đúng không? Nên là mình tự nhủ là mình sẽ dậy từ 6 giờ để chuẩn bị tất cả mọi thứ, mặc dù cuộc hẹn nó tận từ 10 giờ chẳng hạn đúng không nào? Và khi mọi thứ đã tươm tất thì mình ra khỏi nhà và đợi anh ấy đúng không ạ? Và đến 11 giờ thì anh ấy vẫn chưa tới mãi mà nakanaka konai desu ne. Có khi nào anh ấy không tới không nhỉ? Và rồi mình gọi nhìn điện thoại và nhận ra à, mình đã nhầm ngày hẹn là ngày mai mà mình chuẩn bị tận từ hôm nay cơ. Tức phải chờ anh ấy qua một đêm nữa đến hôm sau anh ấy mới đến đúng không nào? Vậy chúng ta có hai từ keyword là mình tự nhủ sẽ dậy lúc 6 giờ. À, mình đặt ra ý chí cho bản thân là mai mình sẽ dậy lúc 6 giờ để chuẩn bị đúng không nào? Và câu thứ hai là có khi nào anh ấy không tới không nhỉ? Đặt ra một câu hỏi có lẽ có khi nào đúng không ạ? À, vậy sensei hôm nay sẽ dạy các bạn nói hai câu này sử dụng ngữ pháp nào để chúng ta nhớ được ngữ pháp trong bài 31 nha. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nào. Với thể ý chí ở câu mình tự nhủ dậy lúc 6 giờ thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Thì chúng ta cùng theo dõi thể ý chí là gì nha. Thể ý chí thì dùng để diễn đạt ý chí muốn làm gì đó, muốn mời mọc rủ dê hay là đề xuất một việc gì đó. Thứ hai là ở trình độ nào năm thì chúng ta đã học về maso đúng không nào? Itsu ni ikimaso hoặc là nomimaso đúng không? Thì đây chính là dạng lịch sự của thể ý chí ạ. Chúng ta học thể ikoke, ikoke tức là dạng lịch sự của thể maso ạ. Vậy ở cái bài này thì chúng ta sẽ nói một cách xuồng dạ hơn, cách nói hàng ngày thay cho cách nói lịch sự đúng không? Lịch sự thì chúng ta thường dùng cho những người thuộc bề trên này đúng không? Những người có cao tuổi hơn hoặc là những người có chức vị cao hơn thì chúng ta dùng maso. Vậy khi nào nói với bạn bè, nói với người thân hoặc là một cách xuồng xã thể hiện sự thân mật hơn thì sẽ dùng thể ý chí như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay nha. Thể ý chí ikoke. Ikoke nhớ nha. Và mình tự nhủ sẽ dậy từ 6 giờ. À, các bạn sẽ nhớ lấy câu này để khi mà chúng ta hoàn thành xong cái mẫu ngữ pháp này thì chúng ta sẽ cùng nhau dịch xem là làm sao để dịch được câu này nhé. Rồi, osake o nomo. Osake o nomo. Đây chính là cách chia của thể ý hướng ikoke. Bình thường chúng ta sẽ nói là nomimasu hoặc là nomimaso cùng uống nào đúng không? Vậy thì nomo, cách chia, cách sử dụng cái thể ý hướng như thế nào? Thì chúng ta cùng đi vào cách chia của nhóm thứ nhất nhá. Cách chia ở nhóm 1 là các động từ có âm y đứng trước mát sự, ví dụ như là kakimasu đúng không? Nomimasu chẳng hạn nè. Và các động từ chúng như vậy thì chúng ta sẽ bỏ mát sự, chuyển cột y thành cột o và cộng ư. Ví dụ như là kaimasu chuyển thành kao, kakimasu thành kako, isogimasu igo, isogo, jobimasu jobo và kaerimasu kaero. Nào, được chưa? Tất cả những động từ thuộc cột y chúng ta bỏ mát sự và chuyển thành o, chuyển y thành o và cộng với ư. Nhớ nhá, quá sư lên hay rồi nhỉ. Động từ thuộc nhóm 2 ạ, động từ thuộc nhóm 2 chúng ta sẽ làm như thế nào? À, cách chia như bình thường thì chúng ta sẽ bỏ mát sự và thêm yo, bỏ mát sự và thêm yo. Ví dụ như là những động từ đặc biệt thức dậy đúng không? Thấy áo tắm rơi xuống, các từ khác này. Và những động từ chữ Hán có một âm tiết như là mimasu đúng không? Và những động từ kết thúc bằng đuôi e đúng không nào? Ví dụ như tabemasu hoặc kakemasu. Vậy những động từ như thế này chúng ta chỉ cần bỏ mát sự và cộng thêm yo, yo, yo và ư đúng không? Mimasu thành miyo, okimasu, okiyo, tabemasu, tabeyo và kakemasu thành kakeyo nhé. Với động từ nhóm 3 thì vẫn có hai cách nhớ duy nhất với hai động từ đặc biệt là kimasu và shimasu. Vậy kimasu tất nhiên chúng ta sẽ chuyển thành koyo và shimasu thành siyo. Đây ạ, kimasu thành koyo và shimasu thành siyo nào. Với động từ như thế này thì chúng ta hiển nhiên sẽ có thể cách chia đơn giản là churete ikimasu đúng không? Chuyển thành churete koyo hoặc là sanbo shimasu thành sanbo shiyo nhé. Rồi chúng ta có một điểm chú ý ạ. Lưu ý tên
Các động từ không thể hiện ý chí hành động của người nói thì chúng ta sẽ không được sử dụng trong thể ý chí này. Ví dụ như là aru này, dekiru này hoặc là komaru. Tức là nó không thể hiện ý chí gì cả thì chúng ta hoàn toàn không được sử dụng với động từ, cách chia của động từ thể ikoke nha. Thể ý hướng. Ý hướng thì nó thể hiện ý chí đúng không? Vậy các động từ hiển nhiên là các động từ không thể hiện ý hướng thì chúng ta sẽ không thể hiện nha. Nào, các bạn đấy cùng đến trường đúng không? Vậy bình thường thì chúng ta sẽ nói ở bài nói năm là itsu ni gì ạ? Ikimasu. Vậy khi mà sau khi học thể ý hướng rồi, chúng ta sẽ có cách nói với bạn thân của mình, với người thân bằng cách nói xuồng xã hơn, thân mật hơn. Nó sẽ là itsu ni yakko e iko. Itsu ni yakko e iko. Iko yo, đúng không nào? Iko, iko yo. Rất là thân mật, nó không kiểu maso như kiểu dùng với cấp trên nữa. Chúng ta sẽ có một số ví dụ chuyển từ thể lịch sự maso sang thể ý chí thông thường nha. Ví dụ là kuji ni narimasu dakara gì ạ? Jūgyō hajimasu. Hajimasu đúng không nào? Là đã 9 giờ rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi học đúng không? Nói lại câu đấy đi. Hajimemasu. Hajimemasu. Rồi, chúng ta sẽ có câu là kuji ni narimasu dakara jūgyō o hajimemasu. À, đã 9 giờ rồi, chúng ta hãy bắt đầu buổi học thôi nào, tiết học thôi. Và câu này chúng ta sẽ chuyển sang thể ý hướng là gì ạ? Kuji ni natta dakara jūgyō o hajimeyo. Hajimeyo đúng không? Động từ nhóm 2 đúng không? Hajimemasu, bỏ masu và cộng yo. Vậy tương tự chúng ta có những câu tiếp theo là wakarimasen kara sensei ni kikimasu. Các bạn cùng sensei chuyển sang câu này hộ sensei nào. Nào, 3 2 1 và đáp án của các bạn có giống sensei không ạ? Wakaranai kara sensei ni kiko. Kikimasu đúng không? I thành o và ki thành cô cộng với ư. Ki kiko sensei ni kiko, hãy nghe sensei đi. Chukaremasu dakara sukoshi jasumimasu. Đúng không? Chukaremasu dakara sukoshi jasumimasu. Vậy chúng ta sẽ nói là gì ạ? Nói như thế nào nào? Chukareta dakara sukoshi jasumo. Jasumo, chotto jasumo. Chukareta ne, chotto jasumo. Nếu mà chúng ta nói kiểu nũng nịu với người yêu chẳng hạn. Hoặc là kiyo wa itenki desu kara kaimono shimasu. Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ, chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ thôi nào, cùng đi mua đồ. Đấy là điều sensei rất là thích, thích tiêu tiền thôi chứ không có thích kiếm tiền. Kiyo wa itenki desu kara kaimono shimasu đúng không? Sẽ chuyển thành si rồi. Vậy các bạn nhớ cách chia của động từ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 và của thể ikoke nha. Động từ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 của thể ý hướng hay còn gọi là ikoke, với cách nói xuồng xã bình thường hàng ngày với người thân, với bạn bè. Còn khi mà chúng ta nói với cấp trên thì các bạn nhớ sử dụng thể maso, chúng ta đã học từ nó 5 nha. Rồi, sau đây thì sensei sẽ giới thiệu các bạn sang một ngữ pháp mới. Chúng ta sẽ có là gaikoku de shigoto o hatarako to omotte imasu. Các bạn thấy có gì khác chưa? Bình thường thì chúng ta sẽ dùng to omotte imasu cho cái suy thể hiện suy nghĩ của người khác đúng không? Nhưng mà khi mà thể ý hướng cộng tố omotte imasu sẽ dùng như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đoán xem nha. Câu này chúng ta sẽ có là thể ý hướng đúng không? Ikoke cộng tố omotte hoặc là ikoke cộng tố omotte imasu. Đó, câu này của chúng ta sẽ có nghĩa là gì ạ? Ikoke cộng tố omotte imasu. Tôi có dự định là ra nước ngoài làm việc. Sensei trong những bài trước sensei đã dạy các bạn chumori đúng không? Là dự định này, yote. Các bạn còn nhớ không ạ? Chumori vẫn là dự định của bản thân nhưng nó được đề ra có kế hoạch đúng không? Còn khi mà dùng yote là những kế hoạch của nhiều người này, của cơ quan đoàn thể tổ chức, túm lại là bản thân mình không thể quyết định hoàn toàn cái dự định đó, kế hoạch đó thì chúng ta dùng yote. Còn mà bản thân mình đã ra kế hoạch như thế nào đó chắc chắn rồi, khoảng tầm 60-70% thì chúng ta sẽ dùng chumori đúng không? Vậy hôm nay bài này chúng ta sẽ học to omoimasu và to omottemasu khi nói về dự định của bản thân, nhưng mà nó chỉ mang là ý nghĩ nhất thời, nó không chắc chắn là mình sẽ thực hiện cái đó. Nó mang cái ý nghĩa khoảng tầm 30% thôi. Tôi có dự định ra nước ngoài làm việc. Vậy chúng ta sẽ cùng học cách chia của thể ý hướng nha. Ví dụ như là hôm nay tôi sẽ ăn, trưa nay tôi sẽ ăn trứng này, trưa nay tôi sẽ ăn thịt bò này. Đấy là dự định xảy ra nhất thời thì chúng ta sẽ dùng mẫu ngữ pháp này được chưa nào? Với ikoke cộng to omotte imasu, bình thường thì to omotte imasu thể hiện suy nghĩ của người thứ ba đúng không? Vậy thì ở đây nó cũng biểu thị vẫn là ý định, nhưng mà nếu mà thể ý hướng cộng
To omotemasu biểu định ý định của người nói, mình là người nói thì mình sẽ dùng thẻ to omotemasu. À, cái ý định dự định đã được hình thành từ trước rồi nhưng mà hiện tại vẫn tiếp diễn. Ví dụ như kiểu là mình có dự định mình sẽ thi LGBT vào tháng 12 chẳng hạn, đúng không? À, GLBT chứ. Mình có dự định mình sẽ thi GLBT vào tháng 12 nhưng mà đó chỉ là những lúc mình suy nghĩ vu vơ và hiện tại nó vẫn tiếp diễn. Tức là bây giờ tháng 7, tháng 8 mình có dự định là mình sẽ thi tháng 12 nhưng mà mình không chắc chắn, tức là mình vu vơ, mình thấy người ta thi và mình cũng dự định như thế. Thì nó chỉ có thể xảy ra, cũng có thể không, thì các bạn dùng to omotemasu với, và cũng được dùng cho ngôi thứ ba, dùng cho ngôi thứ ba nữa. Anh ấy nghĩ rằng, anh ấy có dự định như thế nào thì, hoặc cô ấy, chúng ta vẫn dùng to omotemasu, nhưng phía trước chắc chắn là thể ikoke, thể ý hướng, động từ thể ý hướng cộng với to omotemasu hoặc to omotemasu thì nó mới là dự định của bản thân nha. Chúng ta còn ikoke cộng to omotemasu, à, nó vẫn thể hiện dự định, ý định, đúng không? Nhưng mà nó mang mức là mình vừa mới nghĩ ra. Ví dụ hôm nay mình có lương, mình nghĩ ra trưa nay mình sẽ ăn món gì đó ngon ngon, bạch tuộc chẳng hạn, hoặc là ăn lươn, đúng không? Lương bên Nhật thì hơi đắt. Và mức độ chắc chắn của mẫu câu này chỉ chắc chắn là 30% nha. Nó có thể xảy ra, nó có thể không. Mình ngồi rảnh rảnh mua món này ngon thì trưa nay mình sẽ ăn nó. Ví dụ như vậy cho nó dễ hiểu. Ikoke cộng to omotemasu và to omotemasu. Các bạn chú ý phân biệt cho mình cái chỗ này nha. Thường thường là các bạn hay cứ dùng to omotemasu cũng được, còn dùng to omotemasu khi mà nó dự định dài dài rồi. Ví dụ chúng ta sẽ có một số bài tập như ở đây. Kyo wa kyuryo hi na no de hoshikatta game o. Hôm nay là ngày có lương rồi và mình rất là thích một cái trò chơi trên mạng nhưng mà nó phải mất tiền, trả tiền chẳng hạn, thì mình đã quyết định là mình sẽ mua nó. Có tiền trong tay cái là mình sẽ nghĩ mình sẽ mua nhiều thứ, đúng không? Thế là tức là nó mình sẽ chợt nảy ra trong đầu, khi bạn có tiền thì bạn sẽ nghĩ ra nhiều thứ để mua lắm, kiểu như vậy đấy. Thì chúng ta sẽ có là kao to omoimasu. Vậy kyo wa kyuryo hi na no de hoshikatta game o kao to omoimasu. Vì hôm nay là ngày có lương nên tôi sẽ dự định mua một cái máy chơi game. Nghĩ vậy thôi nhưng có thực hiện hay không thì để đến cuối ngày khi kết thúc công việc mới biết được. Và câu thứ hai chúng ta sẽ có là hajaku shigoto ga owatta no de chotto nomi ni. Nomi ni ikimasho, đúng không? Vậy nomi ni ikoto omoimasu. Tôi sẽ đi uống gì đó chẳng hạn. Các bạn muốn uống gì nào? Uống rượu với ai đó. Hoặc là người Nhật, đúng không? Người Nhật thì sau khi họ kết thúc công việc cuối ngày hoặc cuối tuần thì họ rất thích đi các romikai ấy. Nhiều lắm. Nên là thường thường các quán Nhật thì chủ nhật vẫn mở và ngày nghỉ là ngày thứ hai. Nên là thứ hai mà muốn đi ăn thì kiểu gì cũng không có luôn. Kotoshi no juni ga chu ni GLBT o. Thấy bọn nó học, bọn nó đua đòi đi thi, mình cũng muốn đua đòi theo thì ukeyo to omoimasu, mình cũng muốn thi. Thấy bảo thấy mấy đứa bên cạnh nói chuyện, tháng 12 này tao thi đấy, mày thi à, tao cũng muốn thi, kiểu như vậy. Mình chợt nghĩ ra nó thi mình cũng phải thi cho bằng nó. Ngày xưa chỗ trên xe có bà thi 4 5 lần N4 không đỗ luôn. Vậy chúng ta sẽ hoàn toàn có thể giải quyết được câu này ở thể ikoke, đúng không? Mình tự nhủ dậy từ 6 giờ để chuẩn bị. Vậy dậy từ 6 giờ dậy 6 giờ dậy thôi nào, hãy dậy thôi nào, đúng không? Chúng ta sẽ có động từ là okimasu và chuyển thành okiyo. Okiyo to omotemasu vì nó diễn ra từ hôm qua. Ví dụ tối nay mình dự định là mình sẽ ngày mai mình sẽ dậy từ 6 giờ chẳng hạn thì các bạn dùng to omotemasu nhá. Rokuji ni okiyo to omotemasu. Rokuji ni okiyo to omotemasu nha. Vậy còn câu này còn một câu vấn đề nữa, đúng không? Có khi nào anh ấy không tới khi không? Đưa ra một phán đoán dựa trên tình hình hiện tại, nói chung là không có căn cứ cho lắm. Khi mà mình có căn cứ thì mình dùng mẫu câu khác, và khi mà mình có căn cứ nhưng mà nó không chắc chắn, mang tính mơ hồ, thì chúng ta sẽ dùng mẫu câu này. Vậy mẫu câu này sử dụng như thế nào? Cùng Sensei đi tìm hiểu nha. Yoyaku no hikan ni mani awanai kamoshiremasen. Chúng ta có thể dùng kamoshiremasen thành kamoshirenai yo. Được chưa nào? Kamoshiremasen hoặc kamoshirenai. Moshikashitara kamoshirenai. Có bạn nào từng nghe những câu như vậy chưa? Thấy cảm giác ngữ cảnh văn nó rất là hay. Có lẽ không kịp giờ hiện ạ. Yoyaku no hikan là giờ hiện, đúng không? Mani aimasu thành mani awanai kamoshiremasen. Vậy cách chia của cách sử dụng có lẽ có thể như thế này, dự đoán mà không mang căn cứ, không chắc chắn thì chúng ta dùng như thế nào nào?
chúng ta sẽ có động từ và tính từ đuôi y chia về thể thông thường này. Với động từ và tính từ đuôi y thì chúng ta chia về thể thông thường cộng bình thường ví dụ này, tính từ đuôi y thì giữ nguyên và cộng cá một side nai, cá một side ma sen. Với tính từ đuôi na thì chúng ta bỏ na và danh từ chúng ta bỏ đà, tính từ đuôi na bỏ na nha các bạn, chỗ này trên dây quên không gạch rồi các bạn gạch hộ trên xe. Và danh từ chúng ta chia về thể thông thường nhưng mà bỏ đà đi và cộng với cá một side ma sen. Nhiều bạn đọc là cá mố nhưng mà sensei hay đọc là cá mồ, không hiểu tại sao. Mình thấy người Nhật họ vẫn dùng nên mình cũng tự tin dùng luôn. Vậy với cái thể cá mồ side ma sen này chúng ta sẽ dùng như thế nào ạ? Dùng để diễn đạt sự suy xét phán đoán của người nói ạ. Diễn đạt suy xét, mình phán đoán như thế nào thì mình diễn đạt bằng thể này. Thứ hai là dựa trên thông tin mơ hồ không có thật không chắc chắn. Nó chỉ là mơ hồ thôi, mình không có dữ liệu gì về nó cả. Hoặc là mức độ chắc chắn thấp hơn đề số. Đề số là mình biết khá nhiều về nó rồi thì mình mới chắc chắn là đề số đúng không ạ? Cô nói đề số. Vậy không? Và thường đi kèm với moshikashitara. Vậy chúng ta sẽ có một câu là moshikashitara ...... ba chấm chấm cái gì đó đúng không ạ? Kamoshiremasen. Sensei hay nói luyện tập bằng cách moshikashitara kamoshirenai yo. Kiểu nói điệu điệu vậy. Vậy chúng ta sẽ có câu là michi ga kondeiru kara zakuzoku no jikan ni mani awanai kamoshirenai hoặc là kamoshiremasen. Vậy là đường thì bị tắc thì có thể sẽ không đi đến kịp giờ hẹn á. Hoặc là đã lâu không gặp thì chúng ta sẽ có hiện tượng là quên mất mặt hoặc quên mất tên của người đó. Vậy sẽ là hisashiburi ni awanai kara kanozo no kao ga oboenai kamoshiremasen. Vì đã lâu không gặp nên có thể là tôi đã quên khuôn mặt của cô ấy rồi. Vậy chúng ta sẽ cùng giải quyết cái keyword này. Có khi nào anh ấy không tới không nhỉ? Vậy là moshikashikara konai kamoshiremasen. Kimasu thành konai đúng không? Cách chia thể nai của động từ nhóm 3 thôi, chia bình thường. Chúng ta sẽ có là moshikashitara konai kamoshiremasen. Hoặc là ở trong cuộc họp ấy, tự nhiên anh ấy không tới gần đến giờ hẹn ghi đi rồi á, vừa ship thì đến đấy. Thì anh ấy vẫn chưa đến thì chúng ta chẳng có thông tin gì về anh ấy, chúng ta sẽ đoán là moshikashitara konai kamoshirenai no. Có khi nào anh ấy không tới không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ cùng giải quyết cái câu này đúng không? Asta koibito to jojaku ga arimasu. Ngày mai tôi có cuộc hẹn với người yêu. Asa rokuji ni okiyo to omotte imasu. Ngày tôi đã dự định là dậy lúc 6 giờ. Và junbi dekitara, khi mà chuẩn bị xong thì dekakete matte imasu. Tôi đi ra ngoài và đợi anh ấy ở điểm hẹn. Và moi juichita kedo kareshi wa mada konai. Đã đến tận 10 giờ rồi mà, 11 giờ rồi mà anh ấy vẫn chưa đến. Trong khi chúng tôi đã hẹn lúc 10 giờ đi ăn cơm, đi chơi buổi chiều và còn đi chơi hết buổi tối luôn. Nhưng mà đến tận 11 giờ tức là anh ấy đã bị muộn 1 tiếng rồi. Và moshikashitara konai kamoshiremasen sen. Moshikashitara konai kamoshiremasen. Có khi nào mà anh ấy không tới không nghỉ cũng không thấy anh ấy nhắn tin gì cả. Vậy là smartphone o mite, mình nhìn vào điện thoại và nhận ra hôm nay mới là ngày, chưa phải ngày deto no hi wa asta da, machigattan desu ne, kakari shimashita. Mình đã nhớ nhầm là ngày mai mới là ngày hẹn cơ mà mình hồi hộp quá nên chuẩn bị tận từ hôm nay rồi. Buồn nhỉ, một câu chuyện lại buồn, lại một câu chuyện buồn. Các bạn có nhận ra là câu chuyện của Sensei Trang chẳng có câu nói chuyện nào vui không? Buồn quá cơ. Vậy chúng ta học được gì ạ? Thầy Ikoke. Các bạn nhớ về học cách chia của thầy Ikoke và Ikoke cộng to omoimasu là hoặc là to omottimasu, nói về dự định của bản thân với mức độ chắc chắn khoảng 30%. Và nó thường là dự định nhất thời ạ. Mình chợt nghĩ ra, chợt dự định là như vậy. Còn mình không có dự định. Nếu mà dự định lớn, dự định của bản thân, ví dụ tôi dự định kết hôn vào năm 25 tuổi thì đó là một dự định dài hạn và một dự định có khả năng xảy ra rất lớn, thì chúng ta sẽ dùng chumori. Và chính xác dùng mozote với những cái dự định vu vơ, kiểu ngồi rảnh rảnh nghĩ ra nhiều cái dự định lắm, dự định xây nhà lầu, xe hơi các kiểu ấy. Và thứ hai là moshikashitara nani nani kamoshiremasen, có lẽ, chắc chắn là suy đoán, chắc có lẽ là, dựa trên những thông tin không chắc chắn mơ hồ. Được chưa ạ? Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng kết thúc ngữ pháp của bài 31 ở đây đúng không? Vậy các bài tập của các bạn vẫn là atarashi kotoba to story o oboemaso. Thứ hai là sakubun no hong o renshu shimaso. Chúng ta sẽ cùng làm gì nào, nhớ chưa?
Học tất cả những cái từ mới ở trong bài này, những câu chuyện của sensei để nhớ ra cách chia, cách sử dụng của các từ, và luyện tập nhiều hơn trong sách giáo khoa và các sách bài tập để chúng ta có thể sử dụng một cách nhuần nhuyễn. Và dựa như vậy chúng ta sẽ jibun no sutori o tsukurimasu, sẽ tự viết ra được câu chuyện của bản thân mà có sử dụng thể ý định này, có sử dụng có sử dụng này, cái dự định, những suy nghĩ của bản thân vu vơ, chiều ăn gì, tối ăn gì, ở mai sẽ ăn gì, được chưa nào các bạn? Nhớ chưa? Nhớ ikoke và kamo shiremasen. Vậy bài hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.